Còn hết vũ mày chờ cái vũ đâu không có vũ kia kìa không mời chú gia làm cái khúc của chú năm mày chú gia làm cái gỗ bỏ đại diện lên bên chuyên gia đại diện thì phải lên rồi. Đó được. Nhờ mà thứ hai mà chú nhắc tới chứng kiến cho tại sao mày còn nhỏ có gì tương lai hết nha. Để tới nói chung là tập bằng dự hôm nay đó là nói chung mình cũng là người lớn hết, thành ra phải chứng kiến cũng phải ít nhất là mỗi người phải dùng chung ha. À, cậu ha. Hai bà chú á, ai bà chú? Rồi, chú chú uống cạn uống được. Cạn được à? Cấm. Trời ơi. Dạ, chung một nhà đó nha. Để đây đó coi như kể từ giờ phút này tới đi là từng tham gia sức cả không? Vậy giờ cái nắp làm nó kính qua đằng xuống.